Nay là 14 tháng 12 2018 thì hiện tại ở cái Hà Nội miền Bắc mình rất là lạnh, cho nên là mọi người cần phải lưu ý cho cái chế độ lạnh nếu mà mặc không phanh quá. Thì mọi người nhìn thấy là cái những bệnh viêm bẫy ngoài biên này rất là nhiều. Thì bà bị từ mấy hôm rồi? Từ sáng qua bác Thì tháng hôm qua. Cái đầu tiên như thế nào, thứ mai dậy thấy nó lệch ra ánh không đăng khó như thế không nào? phải sáng mai mà lúc ấy khoảng độ 7 giờ rồi, cái mắt này nó cứ nhảy 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 liên tục này, trong mồm nó lại cứ thế, nó chảy chảy uống nước vào nó lại cứ chảy thì chết rồi, kiểu này là hiện tượng rồi. Thế là bây giờ có biết đâu là ở trên này cũng chẳng có ai nói chuyện này, mà chính là bán hàng cho ông thì có ai nói chuyện đâu mà biết. Thế thì xong là hôm qua thằng mà là con nhà bác luật nhà thằng Hằng thì là nó hỏi thánh này, thì ở mình ở đây có ai trông cứu nhà đâu, thì rồi cô làm sao, thì xong bịt khẩu trang xong bỏ ra rồi, ôi thì chết rồi, cô ngắn mồm bị bao giờ rồi, sáng qua rồi. Thế sau hôm qua cô không hỏi thằng Hằng mà lên luôn đấy, rồi ai là chuyện biết mà hỏi thằng Hằng. Thế là hôm nay đi xuống nhà thằng Hằng là đang làm nhà Mách ở đây thì thằng Thành nó mách chứ cũng không phải thằng Hằng nó Thầy Hương nhỉ? mách. Thành Hương thì là xong mới đi xuống, à đi xuống nhà Hằng thì đợt đấy nó làm nhà này để dâu này, cái mặt nó quắt quắt, nó đội cái mũ lan nó định đi làm thì cứ tưởng là cái thằng thợ. Thế sao hỏi là chú ấy, chú có hàng ở nhà chú rồi, thế câu hỏi gì cháu? Bà cười đi, cười mạnh luôn. Để cho nói về này nhá, cái nguyên nhân chính là do cái thời tiết nó lạnh quá. Thì cái dây thần kinh số 7 ngoại biên ở bên trái và nó bị liệt. Thì bây giờ bà về và cân chú với cháu này. Ở đây tôi phổ biến cho mọi người biết một điều rằng khi gặp lạnh ấy, thì cái dây thần kinh số 7 ở ngay cạnh chỗ hốc tai này, đây đằng sau tai này nó bị hở ra. Dây thần kinh rất là yếu cho nên mọi người đừng có phong phanh gì cả. Nếu mà bị như này rất là khổ thân. Thì tôi mới nói cái tính ưu việt của châm cứu rất là hay, chỗ là nó sẽ làm cho bệnh nhân này châm thì hồi rất là nhanh. Thì bệnh nhân bị cái này nên đi châm cứu càng sớm càng tốt, chứ không có gì phải lo lắng quá. Một số người thì bị bệnh này rất là khó chữa, nên gặp những người chuyên về châm cứu thì sẽ ok thôi. Thì tôi nói cho bà với mọi người biết là người ta phòng tránh bằng cách là giữ ấm như có thể này, thứ hai là về không rửa mặt bằng nước lạnh nữa nhá, phải rửa bằng nước ấm của cháu này. Thứ ba nữa là bây giờ giới trẻ là có cái xem điện thoại nhiều, thì các cụ không xem điện thoại nhưng mà hay xem tivi thì cũng phải kiêng với cháu nhá. Khi xem tivi nhiều quá thì cái mắt nó sẽ điều tiết cái nước mắt này, và nhìn thấy nước mắt nó chảy ra rất nhiều không. Đấy, ngủ nhiều gì cho cháu nhá. Bây giờ nó sẽ châm cứu cho cụ thì cụ sẽ chóng khỏi thôi. Đấy thì đông y nó hay như vậy đấy, rất là ưu việt. Thì châm cứu là gì, dùng cái kim để châm vào huyệt để cho hồi phục được cái phần thần kinh bị liệt. Bây giờ bà nằm lên bàn đi, nó sẽ châm cứu cho bà. Cái này là hết 4 triệu 8. Hai trăm sát rửa tiền mặt.